Trấn Thành gọi Harigon là con quỷ vợ ác độc và cái kết không đùa được đâu. Hài Hước gọi bà xã là con quỷ vợ ác độc, Trấn Thành phải hứng chịu là màn giằng mặt không thể gắt hơn của Harigon. Dù cưới nhau đã gần 3 năm, nhưng Trấn Thành và Harry vẫn rất ngọt ngào như thuở mới yêu. Không khó để người hâm mộ nhận ra những hình ảnh tình tứ thân mật của đôi vợ chồng nổi tiếng này trên các game show, sự kiện xuất hiện chung. Chính vì tình yêu cả hai dành cho nhau luôn nồng cháy mà Harry Won và Trấn Thành trở thành một trong những cặp vợ chồng được yêu mến trong showbiz Việt. Tuy nhiên, ngoài những giây phút ngọt ngào ra thì Shinri cũng chí chóe nhau hết nức trong mọi hoàn cảnh. Mới đây, chính cô vợ Harry đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh tin nhắn Trấn Thành gọi cô bằng con quỷ vợ ác độc. Đáp trả lời cà khịa này, Harry Won đã có màn giằng mặt chồng khi trả lời rằng cẩn thận em nha, không đùa được đâu. Màn tương tác đáng yêu của Trấn Thành và Harry Won khiến dân mạng thích thú, nhưng không quên cảnh báo Trấn Thành cẩn thận không lại bị vợ cắt lương. Kể từ sau kết hôn, Trấn Thành thường xuyên chia sẻ việc trở thành người vô sản. Vì bị vợ chiếm giữ hết tiền bạc, nhiều khi ra đường phải ngửa tay xin tiền. Mới đây trong đêm mini concert Galaxy of Love của Harry Won, Trấn Thành xuất hiện với tư cách khách mời. Để lấy lòng vợ, nam MC đã mang đến một bó hoa thật to để tặng kèm lời nhắn: hãy thể hiện tình yêu bằng hiện kim, tăng lương cho anh đi. Hy vọng sau màn cà khịa kia, Trấn Thành sẽ không tiếp tục bị Harry Won trừ lương.